Chân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 9 tây tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, khi mà ông Tập Cận Bình bắt đầu bước vào đỉnh quyền lực ở tại Trung Quốc, ông đã từng vẽ lên một cái hình ảnh gọi là ước mơ Trung Quốc với những cái ngầm ý là Trung Quốc sẽ thành quốc gia hàng đầu của thế giới tiếng ngôi của Hoa Kỳ trong vị trí quốc gia giàu nhất và có nền quân sự vững mạnh. Nhưng mà cái giấc mơ của ông Tập Cận Bình bị đe dọa một cách dữ dội. Sau khi mà tổng thống Joe Biden ký cái đạo luật liên quan về các con chip. Tức hiện vào tháng 10 năm ngoái, tổng thống Joe Biden đã ký cái đạo luật con chip Chip Act. Trong đạo luật này Bên Hoa Kỳ sẽ tìm mọi cách yếm trợ để sản xuất các con chip ở tại Hoa Kỳ và kiểm soát sự xuất cản các con chip sang qua Trung Quốc. Khi Trung Quốc không có những con chip, đặc biệt những con super chip, thì nền kinh tế của Trung Quốc sẽ ra sao? Kỹ thuật của Trung Quốc sẽ ra sao? Chi tiết đó như thế nào? chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thấy một cái điều trước khi chúng ta đi vào cái phần nói về chuyện này, thì các chuyên gia nói rằng nước Mỹ mà Trung Quốc muốn vượt qua, bây giờ ước mơ đó bị ngừng lại. Câu chuyện ra sao trong cái cuộc chiến kỹ thuật này? Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi kính chào khán giả SBTN. À, thời đại ngày nay thì chúng ta biết đó, cái con chip đó, nó gọi là cái chất bán dẫn đó. có thể nói là cái trái tim của gần như tất cả các cái kỹ thuật về máy móc mà hiện đại hóa trong thế kỷ 21 này ngay cái khẩu súng đại bác bắn đi cũng phải có con chip xe hơi cũng phải có con chip điện thoại phải có con chip cái gì về điện tử đều có con chip nó là cái bộ óc nó là trái tim của cái sản phẩm đó mà nếu không có con chip đó thì dù cái máy đó, cái phương tiện đó hiện đại cỡ nào nó vẫn không hoạt động. Đó là, đó là cái trái tim, tức là người chúng ta tim mà nó ngừng đập là coi như sông Văn Hàng rồi. Đúng không? À, thì cái trái tim này nó là cái xương sống của tất cả kỹ nghệ của hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới mà không còn trong cái thời kỳ gọi là uh, nghèo lõi nữa. Thành ra đối với những quốc gia mà làm chủ cái cái, cái những con tim này những con tim này thì họ có một cái lợi thế là nếu họ không cho con tim này đập hoặc là gì chúng tôi không gửi con tim này đến thì cái máy đó cái bộ phận đó không thể hoạt động được chúng ta nhớ vào thời gian mà covid 19 cái kỹ nghệ làm con chip nó bị ngừng trệ chuyên trở bị ngừng trệ làm cho nhiều xe hơi ở Mỹ họ sản xuất xe hơi không con chip không bán được tôi có nhiều người quen đi mua xe hơi bảo bây giờ muốn mua cái xe hơi đó phải đợi mấy tháng hoặc nếu muốn có ngay thì ví dụ cái chiếc xe đó 30 ngàn thì phải bỏ thêm 5 ngàn nữa là 35 ngàn người ta mới kiếm là bán cho mình là đủ thế con chip quan trọng như nào thành ra đối với nước Mỹ là một trong quốc gia mà sản xuất cũng như xuất cảng con chip nhiều nhất thì bây giờ đó họ lại có cái ảnh hưởng đối với cái nơi mà nhận mà nơi nhận nhiều nhất đó là Trung Quốc. Trung Quốc được coi là cái xưởng sản xuất của cả thế giới. Họ chỉ sản xuất được những cái đồ mà gọi là đầy đủ hết từ cây đinh, cây đinh cho tới cái gì đó. Nhưng mà sản xuất cái trái tim, cái con chip đó thì họ lại không sản xuất được hoặc sản xuất được rất dở. Thì ra phải có cái con tim của nước Mỹ mà sẽ sẽ nhớ con chip này là do Mỹ sáng chế là đầu tiên. Nhưng mà Mỹ đó ông lại không có người làm không phải không có người làm ông không đủ trả tiền cho người ta làm thì ông đưa những kỹ thuật này qua những nơi khác ví dụ đài loan là một cái nước mà có thể nói là bây giờ sản xuất chip thuộc loại nhiều nhất trên thế giới mặc dù chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi và trước đây chúng tôi trên chương trình này có nhắc có kể quý vị là khi hồi tháng 8 năm ngoái bà Nancy Pelosi đó bà đi đến thăm Đài Loan mà gây tranh cãi đó thì bà có đi thăm cái công ty làm sản xuất chip lớn nhất của Đài Loan và gặp ông chủ tịch hãng này và hình ảnh đó không ai thấy được nhiều nó chỉ có một hai tấm hình thôi thế thì bây giờ trong cái cuộc chiến mà tranh giành ảnh hưởng trên thế giới giữa hoa kỳ và trung quốc thì trung quốc có thế mạnh là cái nơi sản xuất hàng hóa trung quốc mà không sản xuất thì hoa kỳ cũng mệt lắm không có cái đôi dép để đi không có cái áo để mặc nhưng mà ngược lại về mặt kỹ thuật thì Trung Quốc lại không có con chip và con chip yếu quá thì cái đó chính là cái điểm yếu của nền kinh tế của Trung Quốc. Bởi vì sao? Mỹ bây giờ đang có một chiến dịch là cô lập Trung Quốc trong cái chuyện này. Mà nếu không có đủ con chip á, thì Trung Quốc sẽ không sản xuất được từ xe hơi cho đến cái điện thoại. <laughs> mà cái này đó, thưa quý vị, nó là những cái kỹ nghệ mà có thể giúp cho Trung Quốc trở thành nền kinh tế số một thế giới qua mặt Hoa Kỳ. Thì bây giờ Hoa Kỳ kiểm soát cái đó giới hạn cái con chip đó thì coi như tất cả là Trung Quốc là coi sức bất sang bang. Mà cái uh, kỹ nghệ mà gọi là về điện tử, về các hàng hóa điện tử mà phải cần cái con chip đó của Trung Quốc đó, nó ảnh hưởng tới khoảng hơn 38% cái GDP của Trung Quốc. Thành ra nếu ông Tổng thống Biden mà ông thành công trong việc này, thì có thể nói rằng là Trung Quốc cấm ước mơ mà lên trở thành thế giới số một thế giới là còn lâu lắm. Thì đó là sơ khởi nó ừ. như vậy để quý vị biết. Để anh Long sẽ trình bày tiếp cho quý vị. Vâng thưa quý vị, theo nhận xét của một giáo sư ở tại trường đại học University of Toronto, ông nói một cách ví von như thế này. Cứ một đồng trị giá của một con, trị giá của con chip thì một đồng đó nó sẽ có một cái giá trị là 10 đồng trong việc sản xuất ra cái một cái khả năng của một cái vật dụng điện tử nào đó. Và cuối cùng trong cái khâu xuất cảng nó trị giá là 100 đồng. Một đồng con chip mà nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm hàng hóa có giá trị xuất cảng 100 đồng. Nghe cái câu này thì chúng ta thấy cái con chip nó vô cùng quan trọng và theo các nhà kinh tế đánh giá nhìn trên các gọi là tổng sản lượng của Trung Quốc thì những cái sản phẩm mà về liên quan đến kỹ thuật cao có nghĩa là phải dựa lên con chip là tới chiếm tới 38 38 xin lỗi quý 39.8% tổng sản lượng quốc gia của Trung Quốc có nghĩa chiếm gần 40%. Thì khi nền kinh tế mà dựa mà 40% đó mà bị quốc gia ngoại quốc kiểm soát thì thưa quý vị, nền kinh tế đó đi đi về đâu? Để nói cho quý vị thấy cái câu chuyện này chúng ta dễ hình dung. Cứ mỗi một lần mà khoa học phát triển thì nó sẽ có một cái đợt bùng phát kéo nền kinh tế đi lên. Vào thập niên 1960 sang qua một thập niên 1970, khi thế hệ mà baby boom bắt đầu trưởng thành thì khi thế hệ này trưởng thành thì họ cần hàng loạt xe hơi để mà đi làm, để mà dùng làm cái phương tiện thì xương sống của nền kinh tế của nước Mỹ trong thời gian đó là kỹ nghệ xe hơi. Nhưng mà sang qua thập niên 1980 sang đến năm đầu đầu thập niên 1990 thì chúng ta thấy là máy điện toán trở thành cái đầu tàu để kéo nền kinh tế là bởi vì sao? Tự nhiên hàng chục triệu gia đình của nước Mỹ đều cần một cái máy điện toán và các cả các công ty ở nước Mỹ đều cần hàng chục cái máy điện toán ào ạt một lượt nền kinh tế của Mỹ được các máy điện toán nó kéo đi rồi sang cuối thập niên 1990 sang qua 2000, kỹ thuật internet nhờ cái máy điện toán bùng phát thế là mọi người chạy theo cái kỹ thuật đó. Rồi sang qua cái năm 2021 chúng ta thấy mạng xã hội bùng phát. Và bây giờ thế giới đang đứng trước một cái chuyện là AI có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Và cái khoảng trí tuệ, tuệ nhân tạo này sẽ là một cái động lực nữa kéo toàn bộ xã hội trên khắp nơi trên thế giới cái nó kéo theo và làm một sự bùng phát kinh tế thì các con chip nó sẽ là khối óc và là trái tim nằm đằng sau những sự bùng phát trong tương lai cho nên khi mà hoa kỳ đưa ra cái luật mà kiểm soát và khống chế chuyện xuất cảng con chip sang qua Trung Quốc là vì Hoa Kỳ nằm ở một cái thế rất mạnh. Ngoài cái chuyện là quốc gia sáng chế ra các con chip, Hoa Kỳ là lại là một nơi là sản xuất ra những cái máy để tạo ra những con chip. Và trong thời gian trước chúng ta thấy họ, các công ty như, như Intel chẳng hạn, họ đem những cái máy này, họ đem qua bên Đài Loan, họ đem qua bên các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc để mà sản xuất. Bây giờ họ kiểm soát không cho sản xuất các cái máy này nữa. Và đặc biệt cách đây 3 tuần, chúng ta thấy Thủ tướng Nhật Kishida sang qua Washington DC gặp Tổng thống Joe Biden. Trong cái sự gặp gỡ này, cái vấn đề mà hai bên mà chú ý nhiều nhất, ngoài cái chuyện Ukraine, cái chuyện quan trọng nhất là sự ổn định ở vùng Đông Á. Trong đó là cái chuyện mà ngăn chặn Trung Quốc, gọi là kiểm soát khu vực này và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Thì Tổng thống Joe Biden ráng thuyết phục ông Kishida tham gia vào cái chương trình gọi là ngăn chặn cung cấp con chip sang qua Trung Quốc. Cũng cùng khoảng thời gian sau khi ông Kishida rời khỏi Washington DC thì Thủ tướng của Đại của Hòa Lan cũng đến DC. Hai ông đến coi như là gần như cách nhau vài ngày hai ông cũng đến gặp ông ông thủ tướng của Hòa Lan cũng đến gặp ông Biden và cái trọng tâm vẫn là cũng cái chuyện nói về kiểm soát con chip sang qua Trung Quốc là bởi vì sao là bởi vì Hòa Lan và Nhật là hai quốc gia có hai công ty chế tạo ra các con các cái máy sản xuất ra con chip điều xảy ra là Nhật và Hòa Lan tuyên bố sẽ đi theo với Hoa Kỳ trong chuyện xuất cảng kiểm, kiểm soát sự xuất cản con chip sang qua Trung Quốc. Và với cái chuyện này thì thưa quý vị chúng ta thấy rõ. Con tim để mà đứng đằng sau các bộ máy kỹ thuật cao của thế kỷ 21 mà gửi sang qua Trung Quốc bị Hoa Kỳ và các đồng minh kiểm soát. Thì cái động lực trong những ngày sắp tới, thí dụ về cái trí tuệ nhân tạo, và ngay cái chuyện mà kỹ thuật mà hiện tại bây giờ các quốc gia đang hướng về đó là xe hơi điện mà để kiểm soát xe hơi điện nếu mà không có con chip thì thưa quý vị không có làm được cái gì cả quý vị đi nào đi xe điện quý vị sẽ thấy cái chuyện đó các con chip nó sẽ cho chúng ta biết các sự điều tiết và các lượng điện các lượng năng lượng nó còn bên bên trong xe nó như thế nào như thế nào mà nếu không có thì toàn bộ kỹ nghệ xe điện như dục vào thùng rác. Trung Quốc bây giờ trong thời gian vừa qua họ họ vào nhảy vào cái lĩnh vực xe điện phải nói vô cùng mạnh. Và bây giờ một cái động lực lớn nhất là cái kỹ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ cái con tim đó bị lấy đi. Và cái sự lấy đi này là một cái sự có mục đích của chính phủ Hoa Kỳ để mà ngăn chặn Trung Quốc. Thưa anh. Vâng, uh, nói trở lại với lại Hòa Lan với Nhật đó thì ban đầu đó Nhật thì không nói gì cả, nhưng mà Hòa Lan đó là có vẻ như đồng ý sẽ cung cấp con chip cho Trung Quốc. Nhưng mà sau đó với sự vận động của chính quyền Joe Biden, thì bây giờ Hòa Lan với Nhật là đồng ý là giới hạn tối đa tiếp cận cái con chip, cái sản phẩm chip của hai nước này, đặc biệt là đối với khách hàng Trung Quốc. Thì nó sẽ làm cho Trung Quốc khó chịu, nhìn lòng trình bày với quý vị, Tại vì sao? Nếu mà Trung Quốc ấy, mà họ vươn lên thành nền kinh tế số một thế giới ấy, thì chắc chắn là quân sự nó sẽ đi kèm. Có lẽ đây là cái cách mà tốt nhất mà chính quyền Joe Biden có thể cái là làm cho Trung Quốc suy yếu. Và cái này đặc biệt chúng ta không thấy, không có chuyện mang máy bay, xe tăng, các thứ đánh nhau, không có lên gọi là trừ rủa hay là tweet ra này kia, nhiều khi nó không hiệu quả. Ông Biden ông nói rất nhẹ nhàng, Ví dụ trong bài diễn văn liên bang vừa rồi Ông có đề cập đến chuyện khinh khí cầu của Trung Quốc Nó rất nhẹ nhàng Nhưng mà bây giờ đó là để mà ngăn cản Trung Quốc không có gọi là lớn mạnh Bởi vì lớn mạnh người nó đe dọa Mỹ Và mà, mà Trung Quốc không giấu chuyện đó Thì chúng tôi chúng tôi chờ chặt không cho cái con chip đến quý vị Thì quý vị coi như sản xuất ra để nó ngồi chờ đấy vì tôi nắm cái hầu bao ở trong đó, thấy không? tôi nắm cái điều quan trọng nhất thì là tôi đã nắm rồi và trung quốc họ sẽ phải phản ứng như thế nào đây chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin gửi đường về màn hình sbt Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục chiếu bằng tầng SPTN. Thưa quý vị, trong phần trước chúng tôi trình bày Hoa Kỳ đã quyết định ngăn chặn cung cấp con tim và khối óc cho cái kỹ thuật hiện tại hiện đại để mà có một sự phát triển kinh tế mạnh trong tương lai. Hoa Kỳ chặn lại những cái con đường đó đi vào Trung Quốc và Trung Quốc trong chuyện này phản ứng như thế nào đây? Xin mời anh tiếp tục. Vâng, thì uh, Trung Quốc biết cái điều này. Và họ cũng đã bỏ ra hàng chục tỷ đô la để nghiên cứu làm con chip này. Thì đây chính là cái điểm yếu của Trung Quốc. Bởi Trung Quốc ngày xưa đến giờ vẫn nghĩ rằng là ồ, oh, mình là cái sự sản xuất của thế giới. Thế giới không làm gì được mình cả. Nhưng mà thưa quý vị biết đó, để một đất nước phát triển thật sự không phải chỉ có làm hàng gia công. Trung Quốc có thể tiếp tục như hiện nay. May mặc, phân bón, hàng tiêu dùng, vân 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 vân. Nhưng mà nếu như vậy Trung Quốc sẽ vướng vào cái bẫy nó gọi là uh, middle income trap theo các nhà kinh tế tức là anh phải lên 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 chứ nếu mà anh cứ chỉ lo cho có đủ ăn đủ mặc cho dân để làm những cái đồ mà gọi là bình thường thì anh hài lòng và anh đứng đó luôn anh muốn đất nước đi lên đó là anh phải gia nhập vào lĩnh vực mà gọi là công nghệ kỹ thuật thì nó mới phát triển được và một cái chuyện ghi nhớ không ngày xưa đó nói ngày xưa thì nó hơi quá lắm cách đây là mười mấy hai chục năm khi mà trung quốc bắt đầu phát triển đó đầu tư vô đó cho nghĩ ra này nè việc gì chúng ta phải bắt óc ra nghĩ làm gì bắt mấy cái thằng công ty nước ngoài nó vào đầu tư á xong á bao nhiêu năm ví dụ năm nó phải chuyển giao công nghệ đó cho mình đó là cái điều kiện của trung quốc nha họ nghĩ vậy là ok nhưng cũng sai lầm họ không đóng góp gì được hết bởi vì đó cũng là những cái đồ của mỹ hay là của nước khác thì đó là cái cách mà ông trung quốc chơi thì bây giờ ông mỹ ấy, dưới thời ông biden ấy, à ông chơi không anh nếu anh mở cái xưởng sản xuất điện thoại ở tại trung quốc được anh chuyển giao công nghệ ở trung quốc được nhưng mà sản xuất con chip ở trung quốc mà chuyển giao công nghệ sản xuất chip cho trung quốc thì ông biden thì ông cấm à thành ra nó mới có cái đạo luật chip. Chi ra 280 tỷ đô la để hỗ trợ các công ty làm ở đây để anh đừng có lý do anh qua Trung Quốc anh làm. Và đồng thời trong đó có những điều khoản giới hạn tối đa chuyển giao công nghệ làm chip cho Trung Quốc, thế có những Trung Quốc kẹt thôi, thấy chưa? Tức là gì trước đây anh nghĩ rằng là này làm thì làm, anh cần cái 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 mồ hôi, cái cái lực lượng lao động của Trung Quốc. Bây vì tôi cho quý vị cái ví dụ tôi vùng lòng đi ông long biết là nhà tôi có lao động rẻ và tôi biết là ông long chỉ có mướn tôi làm chứ không muốn được người khác mướn người khác ông long tắt thở mà tôi nắm được cái chuôi tôi nắm nó tẩy ông long đúng không tôi bắt ông long hê hey, 5 năm anh phải chuyển giao công nghệ cho tôi quá ngon bây giờ ông long thấy nguy hiểm quá à không được ông mới kêu vợ con ông bây giờ anh chi tiền cho em em làm cái này ở nhà không phải đi qua bên nhà ông dũng làm nữa không muốn đất ông dũng nữa được chưa và đặc biệt có những cái hàng độc của mình á anh ra luật cấm luôn anh cấm em không được chuyển giao ra vậy, anh khuyến khích em làm tại nhà em làm con chip đi anh cho em thêm tiền đó là cái chiều của Biden đối với tập cận bình đúng không anh? Yes. Xin mời anh tiếp tục. Trong cái chuyện này thưa quý vị chúng ta để ý một cái vấn đề uh, khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái chuyện mà kiểm soát những con chip mà là super chip thì những con super chip này là những con chip mà nó sẽ uh, điều khiển hoạt động những cái cỗ máy mình gọi là mainframe hay là những cỗ máy mà vô cùng lớn thì những cái cỗ máy này nó kiểm soát không những là những cái chương trình mà hiện đại nhất về kỹ thuật nhân, uh, trí tuệ nhân tạo nó kiểm soát luôn hệ thống phòng thủ của của Trung Quốc và kiểm soát luôn hệ thống mà kiểm soát những cái vấn đề mà năng lực điều hành của đất nước. Những cái con chip mà sản xuất này, thí dụ như con chip uh, Nvidia 100, thì xin ban kỹ thuật cho xem cái mảnh laptop của tôi. Đây là một cái một cái hình ảnh của cái con chip này, nó kiểm soát những cái mainframe, những bộ những cái máy là computer mà lớn nhất. Cái những cái máy computer của quý vị chúng ta ở nhà đó, nó chỉ là một cái góc vô cùng nhỏ nhoi trong những cái mainframe lớn như thế, thì những cái con chip này lại do Hoa Kỳ sản xuất và bây giờ Hoa Kỳ chặn lại, không có xuất cản một cách dễ dàng qua Trung Quốc nữa. thì vấn đề được đặt ra cho Trung Quốc như thế này, cái phản ứng của Trung Quốc trong những ngày vừa qua là tìm cách làm sao chúng tôi không có tùy thuộc vào những cái con chip ở tại uh, được sự kiểm soát của bên Hoa Kỳ và bên các quốc gia đồng minh như là Nhật hay là Hoa Lan. Chúng tôi sản xuất những con chip nhỏ. Nhưng với cái chuyện mà Hoa Kỳ cấm đưa ra những con chip lớn, thì cái chi phí để sản xuất những con chip nhỏ nó sẽ tăng lên gấp 5, gấp 6 lần. Và người ta dự đoán sẽ có hàng loạt, hàng loạt các công ty kỹ thuật cao của Trung Quốc sẽ phải đóng cửa. Thì thưa quý vị, cái chuyện này là một cái hệ quả tất yếu, một cách rõ ràng. Nói một cách nôm na, là một cái xe hơi chế ra mà cái bộ máy không có cái bộ máy nó bị bị mất đi rồi thì xe hơi không còn chạy thì cái kỹ thuật cao của Trung Quốc trong thời gian sắp tới bị cái đạo luật mà ông Biden đưa ra như thế này kiểm soát toàn bộ và chặn đứng luôn cái sự phát triển đó người Trung Quốc có thể một ngày nào đó họ né như thế nào đó chúng ta không biết nhưng những quốc gia hàng đầu trong cái việc mà chế tạo ra các máy sản xuất những con chip bây giờ họ đã cùng với Hoa Kỳ block chặn lại cái chuyện sản xuất những cái con tim và khối óc của kỹ nghệ của năm của thế kỷ 21 vào trong Trung Quốc. Và điều này đưa đến một cái tình cảnh bây giờ người ta nhận định như thế này thưa quý vị. Tất cả mọi dự đoán ngày trước rằng là Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ về nền kinh tế vào năm 2050 chẳng hạn thì những dự đoán nó bây giờ bị khựng lại và người ta nói rằng nó đi lại đi một cái chiều hướng ngược lại những dự đoán trước đây có nghĩa rằng là Trung Quốc sẽ không còn theo kịp được Hoa Kỳ trong tương lai thưa anh vâng nghĩa lại đánh vào ngay cái 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 điểm quan trọng nhất là đánh vào ngay cái bộ cái khối óc uh, của, của 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 tôi thì tôi không làm ăn gì được tức là ông Long trước trước đây ông cứ uh, đưa thuốc bổ cho ông Dũng uống bổ tay bổ ấp thịt bổ chân bổ đầu bổ đủ thứ hết bổ cả những cái bộ phận gì nói chung trên người là bổ hết nhưng mà cái óc thì bị teo lại <laughs> thì ông, ông Dũng thấy cái chuyện đó ông Dũng muốn làm cho nó xuất sắc ông Dũng có đủ sức làm nhưng mà cái đầu ông Dũng là đờ nó hơi khờ khờ nó khùng khùng đi điên thì không thể nào làm được đúng không? Dạ. Yeah. Đó đó mục đích nó là như thế mà cái gần nhất đó là thưa quý vị, ngay sau cái, cái luật về con chip đó có hiệu lực ở tháng 10 năm ngoái. Đó, thì không những Mỹ mà ngay cả các đồng minh của Mỹ, những công ty có liên hệ tới Mỹ mà của nước ngoài, họ cũng bị cái luật này ảnh hưởng luôn. Cái công ty mà tôi nói bà Nancy Pelosi đến thăm ở bên Đài Loan hồi năm ngoái đó, công ty mà sản xuất con chip lớn nhất của Đài Loan, có nghĩa là của thế giới đó, là, TM, là TSMC đó họ ngừng ngay hai cái gọi là xí nghiệp hai cái dây chuyền sản xuất con chip mà làm ra gọi là gì trí 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 tuệ nhân tạo, tạm ngừng liền bởi vì nếu không là bị, bị 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 bị, cấm vận bị này kia là cái đó kẹt lắm rồi trước đó nữa đó là cái ông thì SMC nó cũng bỏ 12 tỷ ông mở cái nhà máy ở bên Phoenix, Arizona, thấy không? 12 tỷ đô la. Ừ. Đó. Rồi sắp tới Đấy, đây, đây sẽ mở thêm cho mình. anh xin bắn cho xem ảnh laptop liên quan đến nhà máy 2 tỷ đô la mà anh Dũng vừa mới nói. Đây là cái hình ảnh ông Biden đi với hai cái ông mà gọi là à uh, sếp ừ. lớn của hai của cái công ty Đài Loan mà sản xuất chip. À đây là hình ảnh đó. rồi bà, mời anh tiếp tục. Và ông Biden thì cũng uh, năm ngoái khai trương cái nhà máy khoảng 20 tỷ Ohio. Dạ. Anh nhớ sản xuất con chip thì cái này có thể nói là cái cuộc chiến này nó khổ cái là nó không ồn ào Nó không có khói lửa Nó không có tuyết Nó âm thầm như thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ Nhưng mà ngõ này sẽ bị kẹt Vì đi vào sẽ không có lối ra luôn Thì thưa quý vị Nói thì ra quý vị bảo là khen Mình ở đây không khen gì cả Nhận xét rất là bình thường Tôi vẫn thường nói Ông già U90 lù khù Vác cái lưu chạy chạy xong quay lại vác cái nắp chạy luôn là ông bậy đờ ông ông độc lắm á à. nói năng thì ngọng nghịu cả năm trí nhớ thì kém không? không có nhanh nhẹn nói còn thua tôi nói đấy. nói chậm hơn tôi nói đấy. Đấy không? u u gạt gạt nhưng mà đầu ông hình như con chip nó gắn con chip mạnh mà <laughs> quý vị nên nhớ người việt nam ta vẫn thường có câu gừng càng già càng cay nhé. đừng bao giờ discount đừng bao giờ coi thường gần nửa thế kỷ làm chính trị của ông bảy đòn ba cái chuyện mà hồ sơ mật hồ sơ miết rồi, rồi bỏ sáng nay à quên tôi quên sáng nay ông bảo ba cái ba cái giấy mà lót trên cái 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 cái, cái, cái tray. từ thời thập niên mà bảy khi tôi làm thượng nghị sĩ rồi sáng nay ông nói ông coi nhẹ cái chuyện đó lắm. nhưng mà cái ông mà đau đầu nhất bây giờ với ông bà đàn lòng tập cận bình bởi vì đánh để đánh vô ngay cái điểm yếu mà điểm yếu của trung quốc mà trung quốc đã sai lầm tôi xin nhắc lại quý vị Trung Quốc họ không nghiên cứu được cái này. Họ không làm được con chip. Con chip là do Mỹ làm là là là, là nghĩ ra sáng chế ra nhưng mà không có người làm, và làm cái chi phí cao quá, mà đưa cho mấy anh khác làm chẳng hạn anh Đài Loan làm. Ông Trung Quốc là ông rất đúng ngay từ đầu mà là. Các anh làm gì làm các anh vẫn phải cần mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Cái sức lao động của 1 tỷ 4 dân Trung Quốc vô cùng mạnh rồi tôi bắt mấy anh cứ 5 năm sau là các anh phải chuyển giao công nghệ chúng tôi Còn à, không là đi do khác chơi không năm năm chuối mà thì bây giờ cái chuôi đó đó đến một lúc nào đó đó bây giờ nó chạy về mỹ là bởi vì trung quốc đến một lúc thưa quý vị nên nhớ là trung quốc phát triển từ khi mà thì bình thường hóa quan hệ ngoại giao với mỹ thập năm 1979 đúng không yeah. coi như hơn 40 năm vừa qua bây giờ dân của họ là không có còn là không muốn sống cuộc sống trung lưu nữa họ muốn có xe hơi muốn có nhà lầu muốn con đi học ở đại học nước ngoài vân 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 thì muốn cái đó mới đẩy cái đời sống người dân trung quốc lên được thì anh phải dùng kỹ thuật chứ không còn ba cái vụ mà máy bao bố làm cái điện thoại làm cái ly uống cà phê làm cái ra giường làm cái giường làm cái ghế các bạn chúng ta thấy cái trong nhà của là mỹ này cái gì mới in china hết nhưng mà đồ máy mà máy mà siêu đẳng không có mấy in china nha đó trung quốc chưa đạt cái đó thành ra bây giờ bị ông Biden ông nắm lại cái cửa này. 30 giây cho anh kết thúc chương trình. Xin ban kêu gọi cho xem màn laptop của tôi. Hình ảnh ông Biden đi thăm cái nhà máy sản xuất chip ở tại uh, Arizona hợp tác với lại Taiwan. Làm cho chúng ta nhớ đến cái chuyến đi của bà Nancy Pelosi không động lực lớn nhất là chuyện bà nói chuyện cách âm thầm với các nhà sản xuất chip của Đài Loan và chủ bây tịch, giờ nói chuyện ông chủ tịch công ty dạ, uh... và bây giờ ông Mark Kevin McCarthy cũng đi qua Đài Loan cũng không phải vì chuyện độc lập Đài Loan ừ. mà cũng muốn nói chuyện về con chip và thưa quý vị chuyện con chip đánh thẳng vào con tim và khối óc của nền kinh tế Trung Quốc không ồn ào như chuyện áp thuế rút cuộc người dân Mỹ phải trả tiền thuế đó. Vâng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình xoáy tin ngày hôm nay chúng tôi chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui bình an và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sptn morning sáng ngày mai thứ sáu mười tây tháng hai